Nên mình quay cây sữa trị giá 500 triệu của anh Tấn luôn. Đó, đang đến là gần á, cây sữa. Đây. Đang cho trái luôn. Trái này. Đây, trái nữa các bạn. Đây khoảng đây đây một trái nữa. Đây, đây bồ đế của nó. Đi xa xa là thấy cái vàng tàn. Đấy. Sữa trị giá 500 triệu mà chủ nhà chưa bán. Nguyên một khối để lên chậu. Cây thành phẩm. Ui, vòng vòng đế cho các bạn xem. Hơi thấp. Cây đang cho trái. Bên mặt bên kia. Bên phía trong. Đang. Đây có một anh đang đến thăm. Đại gia, đại gia Việt. Cây độc nhất vô nhị ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây, tổng thể. Cái này để hơi thấp, quay hơi khó. Mày có nhu cầu liên hệ mình để số điện thoại dưới phần mô tả. Gặp anh Tấn. Tùng để ăn sữa. Đây nhiều nhất là tùng thôi bạn. Đây sữa trị giá 500 triệu.